Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 8 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, làm bị thương 5 người. So với tháng 7 năm 2019, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, giảm 1 người chết, tăng 2 người bị thương. Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vẫn là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt xe sai quy định. Trong đó, huyện Yên Mỹ xảy ra nhiều nhất với 3 vụ làm chết 3 người. Huyện Kim Động xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, làm bị thương 2 người. Thành phố Hưng Yên xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, làm bị thương 1 người. Trên tuyến quốc lộ 38B có một điểm hiện đã xuống cấp, đường sụt lún gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tình trạng trên xảy ra tại các tuyến đường Phạm Bạch Hổ, Lê Văn Lương, đối quốc lộ 38, nhiều nơi đường lún có độ sâu tới gần 10cm kéo dài, gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại. Đặc biệt là xe mô tô, xe máy khi lưu thông trên tuyến đường này, nếu không để ý đi vào sẽ bị trơn trượt té ngã. Mặc dù sự xuống cấp của tuyến đường đã lâu, nhưng vẫn chưa được các cơ quan đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục sửa chữa. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 38B rất lớn, do đó sự nguy hiểm luôn rình rập đối với các phương tiện, đặc biệt là khi trời mưa, đường ướt rất khó quan sát. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tai nạn giao thông xảy ra, đề nghị ngành giao thông, đơn vị quản lý các tuyến quốc lộ sớm duy tu sửa chữa để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Trên một số tuyến đường có giải phân cách cứng ở thành phố Hưng Yên, việc trồng cây xanh và đặt biển quảng cáo không hợp lý đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Qua ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ dốc suối về đến ngã tư trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đường Lê Văn Lương, đoạn từ ngã tư chợ gạo đến cầu An Tảo, việc trồng một số cây xanh ở giữa giải phân cách cứng giữa hai chiều đường là không hợp lý bởi một số cây xanh đã làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện đi ngược chiều nhau, đặc biệt là tại các điểm có biển báo được phép sang đường. Các phương tiện rất khó quan sát để chuyển hướng an toàn bởi các cây quá cao. Ngoài ra, tại các khu vực trên, việc lắp đặt một số biển quảng cáo cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông khi tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị che khuất. Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài gần 20 km. Trên tuyến đường này, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi mà hệ thống đường gom tránh quốc lộ 5 chưa được xây dựng. Một trong những mối đe dọa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lớn nhất trên tuyến đường này đó là tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều. Tại những khu vực có nhiều doanh nghiệp dễ dàng bắt gặp hàng đoàn xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi ngược chiều đường. Tình trạng này vừa gây mất trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5 và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần do ý thức của người tham gia giao thông chưa nghiêm chỉnh, chấp hành pháp luật. Thì có phần nguyên nhân khách quan, đó là trên tuyến đường này mới có 6 cầu vượt chưa đáp ứng nổi nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong khi đó, những chiếc cầu này lại bố trí chưa phù hợp, cách xa các công ty, nhà máy và xí nghiệp. Trong khu công nghiệp đi ra, người dân thường hay đi ngược chiều. Tôi thấy như vậy rất nguy hiểm. Đúng kiến nghị các cơ quan chức năng là làm sao hoàn thiện cái hệ thống đường gom để công nhân đi làm các khu công nghiệp lúc giờ tan tầm ra thì đảm bảo an toàn hơn. Ngoài sự nguy hiểm bởi các phương tiện đi ngược chiều đường trên quốc lộ 5 còn có nhiều lối mở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua đường. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 công nhân thiệt mạng trong khi dừng xe để sang đường thì bị ô tô tải đâm vào. Công nhân đi về cũng có một đoạn là người ta đi ngược chiều là khoảng mất độ khoảng 100 mét. Ví dụ như Thành Long, rồi Ni Oa, rồi Bao Bì thuộc khu phố nối thuộc khu như Quỳnh A đấy, thì là qua tiếp xúc cử tri, kể cả cử tri trong xã rồi là đi tiếp xúc trên huyện cũng đã đề nghị là cấp trên sẽ có cái dự án đầu tư gì đấy mà xin về cho xã để làm cái tuyến đường gom của xã để tránh công nhân đi ngược đường.
Quốc lộ 5 có mật độ người và phương tiện lưu thông rất lớn. Việc xây dựng hệ thống đường gom trên tuyến đường này để đảm bảo sự an toàn cho công nhân và nhân dân trong khu vực đi lại là giải pháp quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh tai nạn giao thông xảy ra. Do đó, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào cần sớm nghiên cứu xây dựng hệ thống đường gom tại những khu vực đông dân cư, nơi có nhiều doanh nghiệp trên quốc lộ 5 để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.